Đây là điểm dừng đầu tiên trong cái chuyến hành trình đi luồng Pha Băng của tôi. Hiện giờ tôi đang ở thành phố Đồng Xoài. Và bây giờ tôi sẽ để xe vào bưu điện Đồng Xoài, trong đó nó có cái trụ sạc. Để đi bộ ra đó cách đó 300 m có một cái quán phở tên là quán phở số 2. Lần nào tôi đi qua đường này tôi cũng dừng lại đây để ăn ở cái quán này cũng ok. Các bạn nào mà đi Buôn Ma Thuột hay Pleiku Đắk Lắk gì đó, về cái hướng này có dừng nghỉ tại Đồng Xoài có thể đến cái quán phở số 2 này ăn được lắm. Để đi được từ Sài Gòn đến Pleiku ạ, các bạn sẽ phải đi qua 4 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk. Hầu hết cái đoạn đường bạn đi qua nó sẽ là đi trên quốc lộ 14. Và nói về cảnh sắc ấy, quốc lộ 14 có thể nói là cái cung đường mà đẹp nhất nhì Việt Nam mà mình đã từng đi qua. Nếu như kém, có lẽ nó chỉ kém cái cung đường biên giới phía Bắc từ khoảng Phong Thổ đi Lai Châu rồi men men đi đến Hà Giang hay là rồi về đến Lạng Sơn thôi. Nhưng mà nếu mà để so với nhau ấy, thì cái cung đường biên giới phía Bắc nó cực kỳ hùng vĩ, nhưng cái vẻ đẹp của nó luôn luôn rất là lạnh lùng, bởi vì chạy hoài lâu lâu mới gặp một bóng người. Còn quốc lộ 14 thì ngược lại, quốc lộ 14 là luôn luôn tràn ngập nắng vàng, luôn luôn có người. Và chính vì thế đâm ra là dù nó là một trong những cái cung đường có thể nói là ám ảnh với khá nhiều tài xế, bởi vì là công an ở đây bắt cực kỳ gắt, nhưng mà mình đi quốc lộ 14 khá là nhiều và mỗi một lần đi qua mình đều có cảm giác thực sự mà nói rất là thư giãn, bởi vì mình đi chơi thôi mà có vội vàng gì đâu. Quay trở lại cái chủ đề chính, đó là cái chuyến đi luôn vào bang của mình lần này. Chắc chắn là một trong số các bạn hoặc là nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mình không mua vé bay mình đi cho nó nhanh, cho nó đỡ khổ, mà mất công lái xe từ Việt Nam rồi vượt qua rất nhiều những cái vướng mắc khó khăn, thủ tục giấy tờ rồi đường xá thế nào chưa biết, thậm chí là mình đi bằng xe điện rồi xe sạc ở đâu chưa biết, rồi ngôn ngữ không biết, mình không hề biết một chữ tiếng Lào nào cả, rồi liệu ăn uống có hợp khẩu vị hay không, rồi tất cả những cái thứ đó. Là Tại luôn sao không mua một cái vé máy bay qua thẳng luôn và bang đi chơi chán rồi về? Cái câu hỏi này nó rất là khó trả lời đối với những người mà họ không có cùng một cái suy nghĩ. Bởi vì những cái người giống như mình, những cái người thích đi những cái chuyến road trip này này, họ sẽ không coi cái chuyến đi là điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Họ sẽ không coi cái đích đến nó là cái mục đích cuối cùng, mà toàn bộ cái hành trình từ điểm bắt đầu qua từng chặng đường, gặp từng người, ăn từng món ăn, ngắm từng khung cảnh trên đường, rồi trải qua những cái kỷ niệm đáng nhớ lẫn những cái gọi là những cái sự việc đáng quên, tất cả chúng nó tổng hòa lại trở thành tổng thể của một cái trải nghiệm. Và một cái quan trọng nữa đó chính là cái sự tự do. Khi mà chúng ta đi một cái tour, chúng ta sẽ phải đi theo cái kế hoạch của cái đơn vị tổ chức tour đó. Chúng ta không thể nhìn thấy một cái cây đẹp dừng lại chụp hình, không thể nhìn thấy một cái quán ăn ngon mắt mà dừng lại ăn thử. Chúng ta cũng không thể đột nhiên thấy mặt trời đang lặn đẹp quá, bác tài ơi dừng lại cho ngắm một tí. Và tất cả những cái việc đó nó chính là thể hiện ở cái sự tự do của chúng ta. Tất nhiên cái sự tự do này đôi khi nó cũng sẽ đi kèm với những cái hậu quả, bởi vì là chúng ta đi muộn là cả nhiều quá, mà đến muộn ở cái chặng thứ nhất rất có thể nó sẽ là muộn lây sang cái chặng thứ hai, và cái chặng thứ hai nó lại bị muộn, nó sẽ lây qua cái chặng thứ ba, và cứ dần 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 như thế. Và nếu như không khéo chúng ta có thể bị vỡ kế hoạch. Nó làm cho chúng ta phải có trách nhiệm với từng cái quyết định của mình, và nó cũng là một phần, nó cũng mang lại cái sự hào hứng của một chuyến đi.